Tên giải văn đang dẫn làng sóng hồng Bình TV. Tiếp theo sau đây là phần tin quốc tế. <laughs> Phiên họp Quốc hội Pháp hỗn loạn sau tiếng quát tháo trở về phi châu. Phiên họp Quốc hội Pháp đã rơi vào sự hỗn loạn ngày hôm qua sau khi một đại biểu cực hữu quát tháo lên là trở về phi châu với một đồng nghiệp da đen đang đặt câu hỏi về di dân đến Pháp. Sự việc xảy ra khi chính quyền của Tổng thống Macron hứa hẹn mạnh tay về di trú giữa những cáo buộc không ngăn chặn di dân mới hay trục xuất những người bị bắt đơn xin cư trú. Ông Carlos Montan Balingo thuộc đảng cánh tả France Unbound đã chất vấn chính phủ theo đề nghị của tổ chức phi chính phủ SOS Mediterranean, đề nghị phía Paris hỗ trợ tìm một cảng cho 234 di dân mà được cứu thoát ngoài biển trong những ngày gần đây. Ông Frigo de Afonas, thuộc đảng cực hữu Bà Di Dân National Rally lập tức ngắt lời và nói rằng họ phải trở về Phi Châu. Cuộc đụng độ khiến nhiều đại biểu lên án mà cụ thể vì trong tiếng Pháp, đại từ ông và họ phát âm giống nhau, cho thấy ông Fornas có thể đang nhắm trực tiếp vào ông Bailongo. ORN là đảng của lãnh đạo cực hữu Marie Le Pen, đảng mà được cha của bà là ông Jim Marie Le Pen thành lập, nhưng con gái ông chuyển National Front cũ một lực lượng chính thống, bất chấp phía chỉ trích cho rằng là thay đổi này chỉ là một bề ngoài. Chủ tịch Quốc hội Yibro Pivet đã đình chỉ phiên họp. Thủ tướng Elizabeth Borne nói là kỳ thị chủng tộc không có chỗ nào trong nền dân chủ của Pháp và đề nghị kỷ luật vị đại biểu cực hữu. Ông Fornas sau đó binh vực phát biểu của ông và nói với một đài truyền hình rằng đảng của ông muốn chặn đứng di trú trái phép sau khi số di dân từ Phi Châu tìm cách đến Pháp tăng vọt trong những năm gần đây. Nga phát tín hiệu rút quân tại miền Nam Ukraine nhưng phía Kiev lo sợ đánh bẫy. Một quan chức do Nga bổ nhiệm tại miền Nam Ukraine cho biết là Moscow có lẽ sẽ rút quân khỏi bờ tây sông Dnipro ở khu vực Kherson và kêu gọi thường dân di tản mà có vẻ phát đi tín hiệu rút lui. Giới chức cấp cao tại Moscow chưa bình luận gì và chính quyền của thủ đô Kiev và các nhà phân tích quân sự Tây phương thì thận trọng cho rằng Nga có thể đánh bẫy binh lính Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với trang tin tức Solovar vào hôm thứ Năm, thì ông Kiro Tremosov, là phó lãnh đạo khu vực Kherson, cho biết nhiều khả năng các đơn vị và binh lính Nga sẽ chuyển sang bờ đông. Khu vực này gồm thành phố Kherson, thủ phủ khu vực cùng tên, và là thành phố lớn duy nhất mà Nga chiếm giữ nguyên vẹn kể từ cuộc xâm lược hồi tháng 2. Nó cũng bao gồm một bên của đập nước kiểm soát nguồn nước để tưới tiêu Crimea, bán đảo mà Nga chiếm giữ từ năm 2014 trước đó nga phủ nhận lực lượng chuẩn bị rút lui khỏi khu vực và trong một chương trình tối thứ năm của đài rt sremosov đã có vẻ lập lờ hơn và nói rằng chúng ta phải đưa ra một số quyết định rất khó khăn và một số người có thể sợ công nhận tình hình thực tế nhưng điều quan trọng nhất hiện nay là người dân nên di tản sang bờ đông và khu vực đó sẽ an toàn hơn có lúc đó thì ông sremosov lại nói ông hy vọng là chúng ta sẽ không rời khỏi Kherson và nếu chuyện đó xảy ra, nó sẽ là một đòn mạnh không chỉ dán vào hình ảnh của chúng ta mà còn dán vào những người đang ở đó. Phòng đoán lan truyền về liệu Nga có thực sự rút quân hay không sau khi hình ảnh trên Internet cho thấy tòa nhà hành chánh ở tại thành phố Kherson không còn treo quốc kỳ của Nga nữa. Ukraine cho hay những hình ảnh này có thể là một chiến dịch tung tin giả của Nga. Phóng ngôn viên Natalia Hominich của Bộ Tư lệnh miền Nam Ukraine đã cho rằng đây có thể là một cái bẫy mà phía Nga đang dằn ra. Tại khu vực Á Châu thì Chủ tịch Tập Cận Bình đề nghị Trung Cộng và Đức hợp tác trong thời điểm hỗn loạn. Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình hôm nay nói về sự cần thiết và hợp tác lớn hơn giữa Trung Cộng và Đức trong thời điểm có nhiều biến đổi và hỗn loạn. Trong cuộc họp với Thủ tướng Olaf Scholz của Đức lãnh đạo nhóm G7 đầu tiên công du Trung Cộng kể từ khi đại dịch bùng phát. Chuyên viên thăm một ngày của ông Schultz sẽ kiểm tra đến phản ứng giữa Trung Cộng và Tây Phương sau nhiều năm căng thẳng. mà trong đó, cuộc hội đàm thì sẽ tập trung vào chiến sự tại Ukraine, khí hậu biến đổi cũng như liên hệ kinh tế. Trong cuộc họp trực tiếp đầu tiên kể từ khi ông Schultz nhập chức tại Đại lễ đường Nhân dân tại Bắc Kinh, ông Tập có nói là những quốc gia lớn có ảnh hưởng. Trung Cộng và Đức cần hợp tác với nhau trong những thời điểm mà có nhiều biến đổi và hỗn loạn để giữ gìn hòa bình thế giới. Ông Olaf Scholz nói là cuộc xâm lược Ukraine của Nga đang gây nên nhiều vấn đề cho trật tự toàn cầu dựa trên nguyên tắc. Ông cũng cho biết là hai lãnh đạo sẽ thảo luận các vấn đề liên quan đến liên hệ Âu Châu, Trung Cộng. Ngăn chặn khí hậu biến đổi, nạn đói toàn cầu, cách phát triển liên hệ kinh tế giữa Trung Cộng và Đức cũng như những chủ đề mà hai nước có quan điểm khác nhau Ông Schulz và phái đoàn các lãnh đạo doanh nghiệp của Đức phải xét nghiệm Covid-19 khi đáp xuống Bắc Kinh vào sáng hôm nay. Theo sau lễ đón tiếp thảm đỏ này, thì phái đoàn sẽ chuyển đến nhà khách chờ kết quả xét nghiệm và các thành viên đại sứ quán Đức tại Bắc Kinh tiếp xúc với phái đoàn sẽ phải thực hiện những quy định cách ly tiêu chuẩn gồm 7 ngày tại khách sạn, theo sau là 3 ngày tại nhà. Nam Hàn xuất kích chiến đấu cơ sau khi phát hiện 180 chiến đấu cơ Bắc Hàn tại phía Bắc biên giới Quân đội Nam Hàn xuất kích chiến đấu cơ sau khi đã phát hiện khoảng 180 chiến đấu cơ của Bắc Hàn bay ở phía Bắc biên giới hơn 4 giờ đồng hồ hôm nay Quân đội Nam Hàn cho biết phi cơ Bắc Hàn đã bay ở phía Bắc đường Chiến thuật cách đường ranh giới quân sự khoảng 20 km về phía Bắc và Nam Hàn đã xuất kích 80 phi cơ để ứng phó trong đó có chiến đấu cơ tàng hình F-35A. Khoảng 240 phi cơ tham gia cuộc tập trận không quân Vigilant Storm với Hoa Kỳ vẫn tiếp tục diễn tập. Tháng trước thì 10 chiến đấu cơ Bắc Hàn đã diễn tập tương tự và khiến Nam hàng xuất kích chiến đấu cơ ứng phó. Cuộc diễn tập đã diễn ra sau khi Bắc Hàn phóng hơn 80 quả đạn pháo ra biển vào đêm qua. Và sau khi phóng nhiều hỏa tiễn ra biển hôm thứ năm, trong đó có một hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa. Đợt phóng vũ khí của Bắc Hàn đã khiến Hoa Kỳ và Nam Hàn kéo dài tập trận không quân. Trong khi đó tại Iran thì biểu tình tiếp tục diễn ra khắp nơi. Iran vào hôm nay kỷ niệm cuộc chiếm giữ đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tehran năm 1979, trong khi giới chính trị thần quyền đối diện làn sóng biểu tình toàn quốc sau cái chết của cô gái 22 tuổi bị cảnh sát đạo đức bắt giữ. Truyền hình nhà nước phát trực tiếp nhiều buổi lễ kỷ niệm trên khắp thế giới trong khi đám đông tại Tehran có vẻ đã lớn với nhiều phụ nữ mặc trang phục chador, cầm quốc kỳ. Những buổi lễ kỷ niệm khác dường như nhỏ hơn, chỉ vài chục người tham gia. Phát biểu với những người mà tập trung phía trước đại sứ quán cũ thì Tổng thống Ebrahim Raisi lên án những người phản đối chính quyền và ông nói rằng bất kỳ ai thực hiện những bước tiến nhỏ nhất theo hướng vi phạm an ninh và bạo động thì phải biết rõ ràng họ đang bước theo hướng của kẻ thù của cuộc cách mạng Hồi giáo. Người Hoa Kỳ nghĩ họ có thể thực hiện kế hoạch mà họ đã thi hành ở một số nước như Syria và Libya tại Iran. Đây là mơ ước hảo huyền. Người biểu tình cũng cầm hình nộm của Tổng thống Pháp Macron và Hoàng tử Ả Rập Saudi là Mohammed bin Salman. Làn sóng biểu tình lan rộng khắp Iran hơn 6 tuần sau cái chết của cô Masha Amini, đánh dấu một trong những thách thức lớn nhất với giới lãnh đạo kể từ khi họ lên nắm quyền một cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Ít nhất 300 người biểu tình thiệt mạng và 14.000 người bị bắt giữ kể từ khi mà bạo loạn bắt đầu. Đảng của cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan tổ chức biểu tình sau âm mưu ám sát. Đảng của cựu Thủ tướng Imran Khan là người bị bắn bị thương trong cuộc âm mưu ám sát đã công bố tổ chức biểu tình trên toàn quốc hôm nay, trong khi căng thẳng tăng cao tại đất nước Nam Á này. Ông Khan bị bắn vào chân hôm thứ năm khi ông vẫy chào đám đông trên xe container khi ông dẫn đầu cuộc diễn hành đến Islamabad để tăng áp lực lên chính phủ là phải tổ chức bầu cử sớm. Ông Ashad Uma là một phụ tá thân cận của ông Khan cho biết là sau buổi cầu nguyện ngày thứ sáu thì các cuộc biểu tình sẽ diễn ra trên toàn quốc và sẽ tiếp tục đến khi yêu cầu của ông Khan được đáp ứng. Ngoài bầu cử sớm, thì đảng của ông còn yêu cầu Thủ tướng Shabat Sharif từ chức. Người ủng hộ ông Khan bắt đầu tụ tập lại sáng hôm nay tại nơi diễn ra âm mưu ấm sát và kêu gọi cựu Thủ tướng khởi động lại cuộc chiến hành đến Islamabad. Ông Ansha Bashir là một người ủng hộ ông Khan, đã cầm cờ của đảng Pakistan tariq e Inshaf, gọi tắt là PTI, nói rằng cuộc chiến hành phải diễn ra và không thể dừng lại được. Người dân rất tức giận và tình hình sẽ căng thẳng hơn. Chiếc xe container mà ông Khan đi vẫn còn để lại hiện trường. Một con đường nhộn nhịp tại Wizirabad, cách Islamabad khoảng 200 km. Ông Khan được đưa đến bệnh viện ở tại Lahore để cấp cứu và các bác sĩ nói tính mạng của ông không nguy hiểm. Lãnh đạo y tế Punjab đã cho biết là hai viên đạn bắn trúng ống chân và đùi của ông Khan. New Delhi đóng cửa trường tiểu học do chất lượng không khí xấu đi. Thủ hiến Irvin Karjwal vào hôm nay cho biết là các trường tiểu học tại New Delhi sẽ đóng cửa từ thứ bảy và hạn chế giao thông trên đường sẽ được xem xét khi thủ đô Ấn Độ tiếp tục chìm trong mức ô nhiễm không khí cao. Nhiều người dân thân phiền khó thở, cay mắt, ngứa mũi và họng khi chỉ số chất lượng không khí lên đến mức nguy hiểm và nghiêm trọng tại gần như toàn bộ các trạm quan trắc và chính phủ liên bang cho biết là chỉ số trên 400 thì ảnh hưởng đến sức khỏe con người mà đặc biệt là những người có bệnh nền. Và trong cuộc họp báo ông Kerry War đã công bố sẽ đóng cửa toàn bộ trường tiểu học tại New Delhi từ thứ bảy và tạm ngừng đến các hoạt động ngoài trời đối với học sinh từ lớp 6. Quyết định đóng cửa trường học được đưa ra sau khi phụ huynh và các nhà hoạt động môi trường lên tiếng trên mạng xã hội và kêu gọi nhà chức trách cân nhắc tác động của ô nhiễm đối với trẻ em. Giới chức tại Noida thành phố vệ tinh của New Delhi hôm thứ Năm đã chỉ đạo tất cả trường học chuyển sang học online cho học sinh đến lớp 8. New Delhi là thủ đô ô nhiễm nhất thế giới và thành phố này chìm trong khói mù mỗi mùa đông khi không khí lạnh và nạn giữ lại bụi xây dựng. Về khí thải xe cộ và khói từ việc đốt râm rạ ở các tiểu bang lân cận góp vào để chuẩn bị cho đồng ruộng. Thành phố chìm trong khói mù mỗi mùa đông khi không khí lạnh và nặng giữ lại bụi xây dựng. Khí thải xe cộ và khói từ việc đốt râm rạ ở các tiểu bang lân cận để chuẩn bị cho đồng ruộng mùa vụ mới. Ông Ketri đã cho biết là chính quyền cũng đang cân nhắc về hạn chế xe cộ lưu thông trên đường. Ủy ban kiểm soát ô nhiễm trung ương tối thứ Năm đã cấm xe tải Diazo chở hàng hóa không thiết yếu vào thủ đô. Về vấn đề tôn giáo thì Đức Giáo Hoàng nay kêu gọi đoàn kết toàn cầu. Đức Giáo hoàng Francis hôm nay cảnh báo thế giới đang đứng trên rìa vách đá mong manh vì sự hiếu chiến trong chuyến công du nhằm nối liền những khoảng cách giữa các tôn giáo. Đức Giáo hoàng lên án khối đối lập vào Đông và Tây, ám chỉ sự đối đầu vì cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bình luận của Đức Giáo hoàng được đưa ra trong bài phát biểu với các lãnh đạo tôn giáo tại diễn đàn và đối thoại tại Bahrain. Phát biểu trước cửa tọa, trong đó có quốc vương Bahrain và đại imam Sheikh Amit al-Tayyib của đền thờ al Azhar ở tại Cairo. Đức Giáo Hoàng nói là chúng ta đang đứng bên vách đá mong manh và chúng ta không muốn ngã xuống. Đức Giáo Hoàng sau đó gặp Imam Tayyib và Ngài nói thêm một số người cầm quyền xa vào cuộc chiến vì quyền lợi đảng phái và đưa ra sự phát ngôn lỗi thời, định hình lại tầm ảnh hưởng và khô đối lập. Chúng ta dường như đang chứng kiến một tình huống kịch tính như trẻ con trong khu vườn nhân loại, thay vì vung đắp xung quanh thì chúng ta lại chơi với lửa, hỏa tiễn và bom. Chuyện đi của Đức Giáo Hoàng diễn ra khi chiến sự ở tại Ukraine bước sang tháng thứ 9 và căng thẳng tăng cao trong bán đảo Triều Tiên cũng như eo biển Đài Loan. Trước bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng, thì Bộ trưởng Ngoại giao Vatican, Hồng Y Pietro Parolin cho biết có vài dấu hiệu nhỏ về tiến triển trong cuộc thương thảo với Moscow và Đức Giáo Hoàng sau đó gặp các thành viên của Hội đồng trưởng lão Hồi giáo Chuyến viếng thăm thứ nhì của Đức Giáo Hoàng đến vùng Vịnh, nơi khai sinh Hồi giáo, diễn ra 3 năm sau khi Ngài ký tuyên ngôn Hồi giáo Công giáo về hòa bình ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE. Ngôi sao ba quốc tế tôn vinh vở Giselle ở tại Cuba Các ngôi sao ba quốc tế trở lại sân khấu tại Cuba để tôn vinh Giselle Vở ballet biểu tượng của đoàn ballet quốc gia Cuba kể từ khi đoàn này thành lập năm 1948. Trong lễ hội ballet quốc tế Alicia Alonso lần thứ 47, vũ công Nga Maria Kochakova và vũ công Tây Ban Nha là Joaquin de Luis, thủ vai chính trong một số phần của vở vũ kịch. Vở Giselle đưa vũ công kim biên đạo múa Alicia Alonso thành một ngôi sao năm 1943. Alonso cũng được ghi nhận là người sáng lập đoàn ba lê quốc gia Cuba. Vũ công Joaquin de Luis cho biết thì lễ hồi đã trở lại rất quan trọng đối với Cuba với ba lê và các vũ công. Anh rất vui mừng khi diễn vở này nhân dịp kỷ niệm vở ba lê biểu tượng này với Cuba và đoàn ba lê quốc gia. Trong số các vũ công khách mời còn có Yolanda Correa, vũ công chính người Cuba của đoàn Start Ballet Berlin Korea thì biểu diễn cùng vũ công nga Simon Shudin và lễ hội ballet quốc tế Cuba đã trở lại sau 4 năm vắng bóng vì Covid-19. Sự kiện được tổ chức hai năm một lần kể từ khi thành lập năm 1960. Lễ hội lần trước diễn ra năm 2018 và lễ hội sẽ kéo dài đến ngày 13 tháng 11 tại các nhà hát ở Havana và Matanzas với các buổi biểu diễn của vũ đoàn quốc gia Tây Ban Nha đoàn Ballet Buenos Aires và của đoàn quốc gia Mexico. Rocket Lab dự tính bắt tầng đẩy hỏa tiễn bằng trực thăng. Công ty Rocket Lab dự tính là bắt tầng đẩy hỏa tiễn Electron bằng trực thăng khi bộ phận này từ quỹ đạo rơi trở lại trái đất. Electron được phóng đi trong nhiệm vụ Catch Me If You Can, từ bệ phóng One B ở trung tâm phóng trên bán đảo Mahia của Tân Tây Lan chiều ngày 5 tháng 11. Hoa tiện Electron sẽ đưa vệ tinh chụp các lớp và phổ học khí huy aerosol tầng trung lưu cho bên cơ quan không gian quốc gia Thụy Điển lên quỹ đạo vào tầng thứ nhất của hỏa tiễn sẽ tách ra dọc đường. Sau đó bộ phận này rơi ra khí quyển và mở dù để bay chậm lại từ tốc độ tối đa 5.150 miles một giờ. Trực thăng thu hồi Sikorsky S-92 cải tiến sẽ bắt kịp tốc độ 22 miles một giờ của tầng đẩy hỏa tiễn và tìm cách móc vào chiếc dù và đưa trở lại về trung tâm sản xuất tại Auckland của Tân Tây Lan. Nếu thành công thì nhiệm vụ này sẽ đưa Electron trở thành một hỏa tiễn nhỏ tái sử dụng đầu tiên trên thế giới. Nhiệm vụ mới sẽ đánh dấu lần phóng thứ 32 của Electron và trực thăng sẽ cắt cánh trước hỏa tiễn và hướng tới khu vực thu hồi trên biển và cách bán đảo Banks 296 km. Khoảng 2 phút 32 giây sau khi phóng, tầng thứ nhất và thứ hai của Electron sẽ tách ra. Tầng thứ nhất sẽ bắt đầu rơi xuống trái đất, đạt nhiệt độ 4.352 độ F trong quá trình rơi qua khí quyển. Ở 7 phút 20 giây sau khi mà phóng đi, dù thứ nhất của Electron sẽ mở ra, không lâu sau thì dù chính cũng sẽ mở để hãm tốc độ xuống 0.4% tốc độ tối đa. Khi tiến vào khu vực thu hồi thì trực thăng sẽ thả một cái sợi dây dài có mốc để cài vào dù của tầng đẩy ở 18 phút 44 giây sau khi phóng. Và chiếc trực thăng, hai động cơ sẽ đưa bộ phận này về đất liền để kỹ thuật viên đánh giá đến khả năng tái sử dụng nó. Cùng lúc thì tầng thứ hai sẽ bay lên quỹ đạo và tách khỏi khối hàng khoảng 1 giờ sau khi phóng lên. Và đó là kết thúc phần tin quốc tế. Và một lần nữa sâu vào thông tin thương mại. Chúng mình sẽ quay trở lại những tin tức liên quan đến Việt Nam.